vừa lắng nghe ca khúc Bring Me Love của anh Vương. Và cá nhân tôi khi mà nghe cái bài hát ấy thì nó khiến cho tôi cảm thấy rất là bồi hồi, vì nó gợi lại những cái kỷ niệm Giáng sinh tuyệt vời mà tôi từng trải qua, như là cùng gia đình trang trí cây thông Noel, cùng làm bánh quy và coi những bộ phim hài hước. Đúng thật là vậy thưa quý vị, Giáng sinh trọn vẹn khi Giáng sinh có không khí lạnh, Giáng sinh có những món quà của ông già Noel dưới cây thông, Giáng sinh có những nẻo đường đông nghịt người, và cuối cùng quan trọng nhất đó là Giáng sinh có gia đình bên ta. Xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc, đó chính là ca khúc You Make It Feel Like Christmas. Of light.